bị mẹ mắng vì ham chơi mà không lo học, một bé gái đã uống 28 viên thuốc chống trầm cảm. Khi phát hiện bé được người nhà chuyển cấp cứu tại bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh, các bác sĩ đã tiến hành rửa dạ dày để thải độc các cái chất độc cho bệnh nhân nhi uống than hoạt tính nhằm hấp thu các độc chất còn lại trong đường tiêu hóa. Bệnh nhân là bé gái 15 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng ly bì lơ mơ. Khi khai thác bệnh sử, gia đình cho biết vì bà mẹ giấy la con, hàm chơi không lo học nên con đã trầm cảm. Trước lúc nhập viện, bé uống 28 viên thuốc chống trầm cảm Amitriptyline, viên hàm lượng 25mg. Người nhà phát hiện lập tức đưa em đến một bệnh viện tư để sơ cứu, sau đó tuyển lên tuyến trên. Tại bệnh viện, bệnh nhân được rửa dạ dày, đồng thời cho uống than hoạt tính để hấp thu các độc chất còn lại trong đường tiêu hóa, truyền dịch và được điều trị kiềm hóa máu và nước tiểu sau khi lấy mẫu máu gửi xét nghiệm định tính và định lượng độc tố đã đo điện tâm đồ. Sau 3 ngày điều trị, tình trạng của bệnh nhân dần tỉnh táo và đã được mời bác sĩ tâm lý để tư vấn. Theo các bác sĩ thì thuốc chống trầm cảm 3 vòng, bao gồm amai thế hệ 1, 2 và 3, khi ngộ độc thì thuốc chống trầm cảm ba vòng này trẻ sẽ có những biểu hiện rối loạn chi giác với các triệu chứng như là lừ đừ, buồn ngủ, ảo giác, thất điều, hôn mê, co giật và nhịp tim nhanh, rối loạn nhịp thất, xoắn đỉnh khô miệng. Bệnh nhân thì có thể suy hô hấp dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Qua trường hợp bệnh nhi trên thì các bác sĩ lưu ý phụ huynh hãy quan tâm nhiều hơn đến tâm tư tình cảm của con mình khi mà đang trong độ tuổi trẻ vị thành niên tránh la mắng con quá mức bởi có thể đưa trẻ đến suy nghĩ thiếu chín chắn dẫn đến hành động nguy hiểm cho bản thân